Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, nếu bạn thuộc hai con giáp này thì đây là 5 thông điệp may mắn dành cho các bạn trong tháng 1 năm 2023 Quý Mão. Thông điệp thứ nhất là trong tháng 1, các bạn sẽ bất ngờ nhận được những món quà hoặc những khoản tiền từ người thân, bạn bè ở xa. Thông điệp thứ hai là bạn nào đang sống bằng nghề buôn bán thì trong ngày hôm nay các bạn sẽ đắt hàng như tôm tươi, bán cái gì hết cái đó. Thông điệp thứ ba, các bạn sẽ có được ông tơ bà nguyệt để mắt, thích ai thì hãy mạnh dạn tỏ tình bởi tỷ lệ thành công là rất cao. Nhiều bạn được bạn bè, người thân mời những bữa ăn thịnh soạn. Và thông điệp cuối cùng là xin chúc mừng các bạn bởi với 4 điều kể trên là các bạn đã may mắn hết phần thiên hạ rồi đó. 1. Tuổi Tý. Tử vi tháng 1 năm 2023 của tuổi Tý âm lịch chỉ ra rằng tháng này bản mệnh vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát và có thêm sự hỗ trợ của chính ấn, nên nhiều hạng mục công việc đã được hoàn thành trước thời gian. Tuy nhiên, đừng vội chủ quan hay mừng vui quá sớm vì vẫn có những nhiệm vụ mới xuất hiện đòi hỏi bạn phải bỏ nhiều nỗ lực, chú tâm vào đó. Việc giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên hay cấp dưới, nếu cảm thấy có trở ngại thì tìm cách để trao đổi thẳng thắn cảm nhận của bạn với họ. Đừng vì ngại ngùng mà khiến tình huống trở nên khó khăn hơn, đến khi quay lại xử lý thì càng khiến cả hai mệt mỏi hơn. Có những thời điểm bạn thiếu đi sự tập trung vì bị sao nhãng bởi những ý kiến của mọi người xung quanh, bạn nên dẹp bỏ hết phần nhiễu này để có thời gian thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Lời khuyên cho con giáp tuổi Tý trong tháng này là hãy xem những lời nói của mọi người là thông tin tham khảo. Bạn mới là người chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Lục bạch bay vào hướng Tây Nam theo dấu hiệu tài lộc vượng, giúp con giáp tuổi Tý dễ gặp may mắn về tài chính. Cơ hội mở ra nhiều không hẳn là điều tốt khi mà bạn cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết cái nào là phù hợp nhất với mình. Đây là giai đoạn bạn tìm hiểu nhiều hơn, thu lượm thêm nhiều thông tin, nghe ngóng tình hình để đánh giá lại. Sau đó, khi bạn đã hiểu hơn thì việc đầu tư cũng sáng suốt hơn và bạn mới sẵn sàng chấp nhận rủi ro với quyết định mà mình đưa ra. Nhiều người tuổi này còn kiếm thêm thu nhập từ công việc phụ, công việc ngoài luồng. Tuy vất vả nhưng bù lại bạn sẽ nhận về mình phần thưởng xứng đáng trong tương lai. Tử vi tình duyên của tuổi Tý tháng 1 năm 2023. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý thời gian này diễn ra thuận lợi hơn. Một số tín hiệu tích cực sẽ đến với lĩnh vực tình cảm của bạn, đặc biệt là với những ai vẫn còn độc thân. Nếu đang phân vân giữa nhiều đối tượng thì tháng mới sẽ giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp. Với những cặp đôi, hai bạn cần dành thêm thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Có như thế bạn mới biết đâu là điểm khác biệt cả hai cần dung hòa, chứ không nên đối đầu như hiện tại. Cũng trong giai đoạn này, người tuổi Tý nên lọc bớt những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình như một mối quan hệ hay thói quen không lành mạnh. Chúng đang gây ảnh hưởng không tốt tới bạn theo một cách nào đó mà chính bạn không kiểm soát nổi. Tử vi tháng 1 năm 2023 của tuổi Tý âm lịch chỉ ra rằng thời tiết lúc này khá là lạnh. Người tuổi Tý nhớ cố gắng giữ ấm cho cơ thể, nhất là những ai đang có bệnh về máu, về xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong môi trường lạnh, ẩm ướt. Những ai làm ăn kinh doanh thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu say sưa khiến sức khỏe đang giảm sút rõ rệt. Bạn cần biết nói lời từ chối để đảm bảo sức khỏe nữa nhé. Ngoài ra là khi việc di chuyển trong tháng này khá là thường xuyên thì bạn cũng cần thận trọng hơn trong việc cầm lái nhé. Luôn đề cao sự an toàn của bản thân và mọi người lên trên hết, nhất định không được điều khiển xe trong tình trạng say xỉn. Để tình hình sức khỏe có thể cải thiện tốt hơn thì bạn nên tìm lại kết nối với cơ thể thông qua những lớp học yoga hoặc là thể dục nhẹ nhàng. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Theo tử vi tháng 1 năm 2023, tuổi Tuất âm lịch, ngay vào thời điểm đầu năm mới, sự nghiệp của người tuổi Tuất đã có những bước tiến đáng kể. Dù làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng có cơ hội gặt hái thành công. Cốt là bạn cố gắng hết sức, không ngại làm việc khi mọi người xung quanh vẫn còn ham vui do ảnh hưởng của dư âm Tết.
Bản mệnh là người tài năng, có kinh nghiệm phong phú trong công việc. Bạn nên nhiệt tình nhận những nhiệm vụ khó và phát huy hết tài năng của mình. Chắc hẳn bạn sẽ gây ấn tượng được với cấp trên, chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Tất nhiên là trong quá trình làm việc khó tránh khỏi khó khăn, nhưng bạn đừng vì thế mà chán nản hay bỏ cuộc. Hãy coi đó là thử thách để rèn luyện và chứng minh bản thân mình. Lại thêm có nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ, người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. Bạn có tầm nhìn xa, trông rộng nên có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được khó khăn, truyền động lực để cả tập thể cùng tiến bộ và vươn lên. Tuy nhiên, bạn nên lắng nghe cấp dưới của mình nhiều hơn, không nên quá độc đoán, chuyên quyền, gây áp lực không đáng có cho người khác. Dù đầu năm là khoảng thời gian tốt lành để bản mệnh phát triển sự nghiệp, nhưng không ai có thể gặp được thuận lợi mọi bề. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhằm lúc bạn chủ quan, lơ là để tìm cách gây khó dễ hoặc cướp công của bạn, khiến công việc đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bạn không nên lấy đó làm muộn phiền, bất an hay lo lắng, chỉ cần nhắc nhở bản thân tập trung vào nhiệm vụ, tránh tham gia vào các vụ thị phi, tranh chấp thì đâu khác có đó, không ai có thể phủ nhận thành tích của bạn. Có thể coi tháng 1 này là khoảng thời điểm hốt vàng hốt bạc của người tuổi Tuất, báo hiệu một năm mới có nhiều may mắn và thịnh vượng. Bạn có thể bắt vào guồng quay nhanh chóng, tìm ra xu thế của thị trường nên có cơ hội vượt lên trên đối thủ, khẳng định vị thế của bản thân mình. Cục diện tam hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác. Thời điểm này, bạn có thể làm quen với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với bạn mà còn sẵn lòng giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới. Người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu chi tiêu, mua sắm của thị trường trước và sau Tết nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Dù có thể bạn sẽ vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Bạn có thể nhận những nhiệm vụ khó ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại. Nếu hoàn thành xuất sắc sẽ được chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức hoặc tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh. Bạn trở nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư, kinh doanh hay không. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là kênh Phong Thủy Sa Cát vừa chia sẻ cùng quý vị hai con giáp may mắn nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!